Có vẻ như là chúng ta vừa mới chuyển đến à! Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Lucy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị có tên là Làng Địa Ngục. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. What? Có vẻ như là đây là cái khởi đầu của tựa game các bạn ạ. Ai à, có một căn nhà và có một người phụ nữ bị cháy. Ở dưới chân là một cái xác người à. Ôi, I've been having such terrible dreams gần đây tôi gặp nhiều lately. I ác need mộng to have a quá. cup of coffee Tôi cần to phải perk uống một cốc cà phê để gọi là trở nên tỉnh táo hơn. Có vẻ như là cái mở đầu game đấy nó giới thiệu rằng cái tựa game này có liên quan đến cái game ngày xưa mình có chơi, đó là có một ai đó đang đợi tôi trong căn nhà này. Đấy là tiêu đề của cái video mình làm các bạn ạ. Có vẻ như là cái tựa game này là liên quan đến cái game cũ đấy. Có vẻ như là chúng ta sẽ trốn trong này chăng? Không, không trốn được các bạn ạ. Ở đây có mấy cái thùng. Ô, sao gương lại đen xì thế này? Ngoài kia là sương khói là mờ nhân ảnh các bạn nhé. Sương khói là mờ nhân ảnh. Ở đây đây không phải là sương đâu. Ở đây là ô nhiễm không khí các bạn ạ. Bụi mịn nhiều quá, với cả dạo này là ô nhiễm không khí, núi lửa Indo rồi. Cái ngăn kéo này có vẻ như là nó đang kích hoạt một cái cửa bí mật nào đấy trong căn nhà các bạn ạ. Có vẻ như là chúng ta vừa mới chuyển đến chúng ta vừa mới chuyển đến căn nhà này các bạn ạ. Và chúng ta quên chưa đốt vía. Quên chưa đốt vía, thế nên là có vẻ như là nhà này là có vong các bạn ạ. Ôi, cái gì? Ôi, cái vòi xịt rửa đít các bạn ạ. Khá là đẹp. Ui, cái thùng rác to đấy nhở. Chùi xong rồi quẳng vào đây này thì nó chất chất lên thành núi thì bắt đầu mới mới đi vứt các bạn ạ. Nhà này nhìn khá là đẹp đấy. Nhưng mà có vẻ như là lại bị ám rồi. Ở đây thì hầu hết là đều các loại là đồ của chúng ta thôi. Cái tủ bếp này là chắc là làm bằng laminate đây này. Còn cà còn kẹt như thế này không biết là bản lề có phải là chính hãng không hay là lại bản lề mua ngoài chợ rồi. Ở đây có cái gì này? Thôi tắt đi, bởi vì nếu mà chúng ta mà bật cái này này nó mà ra nhạc ấy thì YouTube sẽ đánh bản quyền video các bạn ạ. Và thế là chúng ta sẽ phải tạm thời gỡ video xuống. Con ma nó pha sẵn cho chúng ta một cốc cà phê này. Cà phê G7 hân hạnh tài trợ chương trình này. Now it's time to wake up with a cold shower. Ôi, lại tắm nước lạnh à? Tại sao thanh niên bây giờ có vẻ thích tắm nước lạnh thế nhỉ? Tắm nước lạnh là liệt dây thần kinh số 7 đấy các bạn ạ, nên đừng tắm nước lạnh nhé. Thôi chúng ta đi tắm thôi. Đóng cửa vào. Cần phải kéo rèm không nhỉ? Thôi, kiểu giữa đồng không mông quạnh này chả có người nào nhìn mình đâu, chỉ có ma thôi, nên là cũng không sao. Ôi cái gì đấy? Fuck, what just happened? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa bảo là không có người nhìn, chỉ có ma nhìn. Con ma nó nhìn mình tắm thật các bạn ạ. Con ma này nó hơi hơi bệnh hoạn tí, nhưng mà mình thích thế. Khổ thế. Cô đơn lâu quá. Có vẻ như là có ai ngoài cửa các bạn ạ. Game? Ai đến đây vậy? Ở một mình hơi lâu, thế nên là ma hay người mình không chê. Anh sẽ. Ok, vậy chúng ta đi ngủ nhá. Kiểu đẹp trai tí thì ok ấy, mà mở ra nhìn ngáo quá nên là thôi. Game nó không cho chúng ta đi ngủ các bạn ạ. À có. Nhưng mà chắc là chúng ta phải tương tác với cả cái nhân vật đấy rồi. Không tương tác với nhân vật đấy thì game nó sẽ không cho chúng ta chơi tiếp. Không biết là trong tủ lạnh có cái gì không? Ở đây có cái gì này? Chúc bạn một ngày tốt lành. Ui! Anh này game này là game nước ngoài mà tại sao lại có bát tiết canh để trong tủ lạnh cho nó đông nhanh à? Tiết canh lại chấm với cả bánh mì với cả phô mai với cả salami các bạn ạ, với cả uống với cả cái gì đấy trà đá. Ui rồi. Anh này thấm nhầm, gọi là thấm nhuần văn hóa Việt Nam. Ok. Anh Yong Seo.
Hi, I noticed that you recently moved to this darn village. Ok, chào mày, tao nhận thấy là mày vừa mới chuyển đến cái căn làng chết tiệt này. Yes, I just bought this house from a local granny yesterday. Ừ, tao vừa mới mua cái nhà này của một bà già vào ngày hôm qua. Ui, mua ngày hôm qua hôm nay chuyển vào luôn. Anh này chắc là cộp tiền mặt rồi. Chắc là tài phiệt các bạn ạ. I wanted to warn you that this is a very strange place. Tao muốn place. Cảnh báo mày rằng căn nhà này là một nơi rất tồi tệ, rất là kỳ lạ. Wait, what do you mean? Mày nói cái gì cơ? Bạn ơi, unexplainable things happen. Có nhiều điều không thể giải thích được đã xảy ra ở đây. Ủa, tại sao nó lại biết nhỉ? Hay là mày lại đi rình mò bà người cao tuổi ở đây tắm hả, hả thằng kia? I advise you to leave this tao place. Khuyên mày là nên rời khỏi nơi này ngay lập tức để rồi mày chiếm cái nhà này gì. Thanks for your cảm advice. Ơn cái lời khuyên của mày, nhưng mà tao I'll có thể tự lo được myself. Mày không biết tao tự chủ tài chính à? Hả? No. I think I'll go take a nap. Đúng là một thằng dở hơi, bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Ủa, cái cửa này mình có đóng không nhỉ? Ơ, mình nhớ là mình đâu có mở cái cửa này nhỉ? Chúng ta kiểm tra nhà vệ sinh một lần nữa nhé, để xem là có ma nữ nào đang tắm không. Ma nữ mà vào nhà chúng ta mày còn tắm là chúng ta trừ tà luôn các bạn ạ. Cho về miền gọi là cực lạc luôn. Ờ, cái này phải đóng lại nhỉ? Ừ, vừa đóng lại, đi ngủ các bạn ạ. Ui, sao ngủ luôn rồi? Ôi, quả này là... Trời có vẻ tối rồi các bạn ạ. Gì đấy? Có vẻ như kiểu sấm chớp cái gì ấy nhỉ? Ui! What the hell is going on in this? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Chúng ta cần phải bật đèn lên các bạn ạ, bật đèn ngay. Anh không xíu. Ồ, không phải trong cái tủ này, trong nhà vệ sinh rồi. Anh không xíu. Mày chết với tao rồi. Mày vào nhà tao mà lại tắm mày còn là ma nữ à? We need to get out of this house. Trừ tà nhanh vậy. Mình còn chưa làm gì mà. Xem ra có vẻ kiểu sát khí của mình nó hơi nặng các bạn ạ. Căn hơi nặng, vừa vào gần phát con ma là biến mất luôn rồi, chưa kịp làm gì. Ê, bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi căn nhà này nhé. Ủa sao nhìn nó khác? À, ui! Như trong này lại có cái gì các bạn ạ? Ừ, tôi không có gì đóng cửa vào nhá. Không có gì đóng cửa vào. Không biết là trong phòng ngủ tự nhiên lại có cái gì không? Ừ, có vẻ không các bạn ạ. Có vẻ là chúng ta phải rời khỏi căn nhà này thật. Tức là chúng ta phải đi sang phía bên kia đường để có thể là tìm nhà của cái anh giai buổi chiều. Có thể là như thế. Mà tối thế này thì đi đâu nhỉ? Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Bye bye.